kính chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình lên tiếp một cặp loa là Paramax nữa cho anh em ha. Paramax hàng cũ đã qua sử dụng nhưng mà đời này đời cũng được cao nha anh em. Bass 25 thùng 5. Đó là một trang bị là một bass và hai chép. Model là D1000. Bass 25 công suất 250W. Là hãy ghi power là trung bình là 250W một phòng đi. Hãy ghi có thể là mát là 500W được anh em. Tình trạng lo là lo còn zin và hùng vách còn đẹp, phòng góc cạnh đẹp. Có cái lưới nó hơi trục tặc, cái lưới này nè, ê căng hơi trục tặc, trục trặc lỗi một tí xíu. Tí nữa mình tháo ra quay cho anh em xem. Giờ mình quay tổng quan hình thức trước nè. Lo cái size này cũng rất là to, nặng ký. Bass 25 thùng 5 nha nè. Mình ghép karaoke có thể treo tường luôn nè. Ở đây có ốc treo, thùng còn rất là đẹp, không nở không gì hết nha. Lỗ hông hơi thì nằm ở đằng sau. À đây, lỗ hông hơi nè. Này quay về nó hơi chá nắng anh em ơi. Đó, lo tình trạng là gin hát tốt. Giá cặp này thì mình để chút trong clip thì mình sẽ ghi lên luôn đi cho anh em vậy. Thì bây giờ mình sẽ thêm xem tham khảo ha. Thùng dắt, thùng góc cạnh là còn ngon hết. Lo này mua về ghép âm ly vào là hát. Lỗ hông hơi nằm phía sau. Kích thước cũng to lắm nha anh em. Bề dài của em này là hơn nửa mét. Rồi bây giờ mình sẽ mở nhạc lớn lên test tí xíu nữa cho anh em nghe và háo nội hất ra xem ha. Thì mình đang phối ghép qua một con MKA 1000 Blues nè. Gin toàn tập và lo đời mới, hát cực mạnh cực hay. Công suất một thùng là nó 250W một thùng, công suất chuẩn. Nó trang bị một cái lo bass đường kính là 25 bass từ kép, tí nữa gửi ra cho anh em xem. Và thêm là hai con chép, ở hai con chép không còi không không kèn, tiếng đánh rất hay, bass chép chi tiết đầy đủ và âm thanh nó là hàng này không thua gì. Nói chung là đứng đầu Việt Nam nha anh em. Hãng Paramax này là hàng số 1 tại Việt Nam, chỉ thua những cái dòng hàng nhập thôi. Lo tình trạng là lo gin thùng đẹp, ê căng còn cũng còn tương đối. Còn cái mặt phần này thì bị xấu nha anh em. Cái mặt này thì nó dễ vỡ, vận chuyển nó bể bà rồi. Ở đằng trước thì còn nguyên ha, mà bên trong thì nó bể cái khung của cái lo bát nè. Anh em mình chế, mình gắn đỡ cái miếng lưới cho nó chịu lại thôi. Nhưng mà hát thì nó không có nhúng nhảy cái màn. Đây, ở bên trong đó bị xấu phần này nha anh em. Còn đằng trước thì cái này cũng còn đẹp hết nè. Đây bị lỗ, bị xấu lỗ à. Còn lại thì nguyên vẹn. Lo dòng này là dòng đánh cũng rất là lực. Anh em mua karaoke gia đình thì ok luôn. Giờ mình tháo bên trong qua cho anh em xem nội thất con lo này nó chất lượng cỡ nào nha. Đây cái này tháo ra nè anh em ơi. Đây nhìn tổng quan cái ha. Lo công nhận hàng đắt tiền, hàng xịn, là nó rất chất lượng. Lo có khác, mình tháo ra mình còn ưng ý. Đó, nói chung anh em nào xem mà thấy thích thì chúng ta
quẹo lựa nha anh em. Này có cặp một thôi, hàng cũ đã qua sử dụng nhưng là hàng xịn chất lượng, ba ra mắt đời này cũng đời cao luôn. D1000 này, bát 25 nhìn thấy vậy chứ ở ngoài nó to lắm nha anh em. Rồi đây là con bát mô phỏng cho anh em xem nè, hai từ lo rất to. Con này con 51, con 50-51 mọi người. Đây thấy không, thấy không, lo là zin toàn tập nha. Đó, quả bát các bạn thấy quá là ok luôn, màng màu xanh, viền thì viền mũ cứng, con mạng nhện đẹp len keng xà bàn, cầm rất nặng nha. Rồi để bỏ lên coi cái lo bát này không bao nhiêu ký anh em. Đây cái căng này, bỏ lên thử coi mấy ký nha. Lo là 3,5 ký anh em, nó lo hơn 3 ký, quá dữ. Cái quả lo bát hơn 3 ký, nó lo tình trạng thì hùng đẹp nè, lo gin nè, và cái căng thì hơi xấu thôi, có cái lưới hơi xấu. Rồi bên trong mọi người, bên trong có một tấm gòn kết âm, có phân tầng xịn luôn. Nó điện trở sứ và cuộn cảm và tụ, quá dữ ha. Hàng gáp đủ đầy đủ linh kiện phụ kiện. Rồi và điều đặc biệt, cái con này sở hữu hệ thống chép là chép công nghệ của châu Âu, công nghệ này mình cũng không biết, cái lo chép có chút xíu à. Này, anh em nào có rành thì góp ý bình luận giùm em cho mọi người biết và em được tham khảo thêm. Đó, quả chép làm có chút xíu à nha, nhưng mà cái tiếng âm thanh nó cho ra phải nói là không khua những dòng chép xịn chép bự nha anh em. Đó, lo chép nhỏ xíu à, 4 cái luôn nè. Bên đây là cái này nè, tương tự cái bên đây cũng như thế, cái bên đây cũng như thế, và cái ở đây cũng như vậy. Đó, chép đó kiểu như là chép đơm nhỏ nhưng mà có vỏ. Rồi cái bên đây là mình không có tháo ra, mình chỉ tháo mô phỏng vậy thôi. Nguyên zin hết tốt, sử dụng ngon lành, như hàng đập hộp đập thùng luôn, tiếng âm thanh tuyệt vời nha mọi người. Rồi tổng quan là như thế, vậy thôi. Lo xịn thì nó làm mình nhìn đầu là mình đã nghĩ rồi. Anh em lưu ý cặp lo này ê căng còn, nhưng mà ở trong nó bị bể cái lưới, cái lo bát mình dán lại sơ cái lưới nè. Còn cái mặt tiền khi mà chúng ta ráp vô á, là nó vẫn còn nguyên dạng nha, không có xấu. Nó ráp vô thì mình thấy nó cũng liền lạc, lưới này làm cũng bự ghê luôn ạ. À, đó thì cặp lo đó, anh em nào ưng thì liên hệ mình nha mọi người. Thì tiếp đến mình quảng cáo lại một số hàng mình có sẵn, 3 ra mắt mới. Thì năm ngoái là mình cũng bán là một số mẫu lo và âm ly của 3 ra mắt đời mới, hàng mới new, bảo hành như hãng, giá cả phải chăng cho mọi người. Đó, thì ở đây là mình quảng cáo lại cái cặp lo là 3 ra mắt. Con này là B1500. B1500 nha anh em. Con này bass 25 thùng 5, trang bị một bên là hai cái chép lực nè, hai cái này nữa là 4 cái chép, 4 cái lo nhỏ và một cái bass 25. Cặp này có mức giá là 5.400.000 đồng, hàng mới bảo hành 5 năm nha anh em. Cái này mình để trưng bày thì nó hơi dãy. Và cái con âm ly MKA 2000 Blues, mẫu này hôm trước Tết tới giờ mình bán cũng nhiều lắm nha,
một con giá là 6 triệu đồng, bảo hành 3 năm, hàng mới. Và đặc biệt cái mẫu quan số này kêu bằng quan cơ chứ phải quan số, quan cơ thế hệ mới, có model là DX2500 AIR, có nè Echo, Revert, chống hú và Bluetooth luôn. Cái mẫu này thì giá chỉ 3.800.000 đồng. Ở đây giá mình đưa ra là rẻ hơn, thấp hơn thị trường, thấp hơn hẹn và các shop khác nhiều luôn nha quý anh chị. Anh em nào có cần mà mình có nhu cầu đồ mới thì anh em cứ ghé em, mình sẽ được cái mức giá rẻ hơn, tiết kiệm được chút đỉnh, và là hàng công ty chính hãng. Và kế tiếp thì bộ micro cao cấp đời mới, có model là FM2500 Smart 3 ra mắt. Đó, cái mẫu micro này rất là đắt tiền, hiện tại shop mình đang bán giá chỉ 4.100.000 đồng, nhưng hôm nay sale xuống còn 4 triệu chẳng nha anh em, 4 triệu đồng thôi. Đây mình tháo một cây ra cho anh em xem thử nè. Mít kim loại, con này là hát nhẹ, tiếng bay bổng, chuyên nghiệp, cao cấp, pin sạc đầy đủ, có cốc sạc của em nói nè, cốc sạc, pin sạc, tặng kèm là 4 viên pin cho 2 cây mít. Pin sạc loại tốt nha anh em. Con mít này cầm rất là nặng tay, vỏ kim loại toàn bộ, đầu micro chống hú nhẹ luôn nha anh em. Và cái con này có hơn 100 kênh tần số, chúng ta chỉnh được rất là nhiều chức năng. Con micro này nè, rất đẹp, rất xịn sò, 4 triệu một bộ nha anh em. Micro thì bảo hành là 2 năm, bảo hành chính hãng á. Coi còn cái gì nữa không ta. Ra còn cái mẫu âm ly MKA1000, MKA1000 Bluetooth. Đây, ở mẫu này thì công suất thấp hơn cái con A2000, công suất là 550W, giá 5.200.000 đồng, hàng mới, bảo hành 3 năm. Rồi, và cuối chương trình thì mình còn hai con âm ly xịn sò. Con này là Bottom 1200, ở bo mid 7 volume, Echo 50195, hát hò rất hay. Con này của khách lúc trước em bán là 1.700.000, mới một tháng trước Tết thôi, thì qua Tết hết, nâng cấp lên một con dữ hơn, mạnh hơn, hết đổi lại con này. Hôm nay em thanh lý lợi là 1.500.000 đồng, nhưng mà một cái lợi là cái nắp máy nè. Đó, khách lấy về khách sơn lại tĩnh điện hay sao mà đẹp quá trời đẹp. Đó, lúc trước em bán 1.700.000 là nắp xấu nha, bây giờ nắp đẹp 1.500.000 thôi. Hành lý anh em nào chơi được alo thì mình thâu khách lại, mình kiếm vài trăm nghìn. Đó, anh em nào ủng hộ được thì lấy dùm shop, cảm ơn mọi người. Tình trạng là máy zin hát tốt nha anh em. Rồi kế tiếp cuối cùng là một con BN Audio, model là BA1001, 2 la mã, vỏ đẹp, nắp đẹp, máy zin hát tốt, âm ly Hàn Quốc, con này 2.500.000 đồng nha anh em. Rồi clip mình quay tới đây cũng hơi dài rồi, hân mến chào đại gia đình, bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Có lo kéo đầy đủ nha anh em, lo kéo có luôn á. Lo kéo còn có mấy con à, anh em có chơi lo kéo hát hò thì cũng liên hệ shop luôn. Bye bye.